PK nữa trong khu vực bonsai tầng 2 thì 27 cũng đã đi. Không có ai bên Kiêu Kiêu Kinh đổi được mạng nào. Bom xe đã bị chiếm, support di chuyển ra. Support di chuyển ra thì đã có vị chịu nhân tâm chưa? Support một tình huống ra chết người và anh ta đã phải đi với TL. Đổi mạng, hai mạng dành cho Will King. Và đó là ba mạng, bốn mạng, 27 có... Bom xe B vẫn còn người và đó là vị trí của GK. Một mạng dành cho GK, không có cái mạng thứ hai. GK đã mồm, 40 máu còn lại cần phải có những sự hỗ trợ tới từ Chap. Được Chap lại là đã đi. 27 có mạng của TL, Mimi có một tình huống xếp hàng cho Mimi bắn. Kêu dành cho Mimi, nào còn support 1, dành cho support 5, kêu dành cho support. Tiếp cận khu vực bom sai, nhưng có quá nhiều góc cần phải check. Đổi được một tới từ vị trí nhân tâm, gỡ luôn ư, không thể nào gỡ luôn. Double kill dành cho nhân tâm rồi, 27 đã một triple kill tới từ nhân tâm và nó sẽ là điểm chiến thắng thứ tư dành cho Chicken Spicy. Bắn mid này, chuyến perfect, hầm báo tin vui, tiếp tục ép, double kill cho Mimi, dốc về clear, dốc mid clear. Ôi kìa, multi kill đục thủng ảo vậy, chấp luôn đội trưởng Quang Tây, ok chưa? Những tay M4 của bên Chicken Spicy và 4 frag cho Mimi. Lại mà GK thì đã mồm đổi được một tới từ GK, biết được nhân tâm năng yếu. Cố gắng xuất khẩu côn ra và quát thành công tới từ GK. Chỉ có 27, nó không chính xác nhưng bây giờ TL Hạ cũng được support. Hai bên này đều là thương binh thôi, đều có những người yêu máu mà thôi. Di chuyển dần vào trong khu vực bom sai, Chap cũng đã gục. Đang cố gắng đặt C4 luôn, đặt C4 luôn. Và vị trí của nhân tâm, đổi được một, đổi được hai tới từ nhân tâm. Cái thì vẫn là mò mẫm tại nhân tâm hành lam. Nhân tâm, né quả flash, nhân tâm đổi được một, nhân tâm đổi được hai, nhân tâm suýt chút nữa có cái mạng thứ ba. Toàn có thể thủ được, đó là Mimi, đó là nhân tâm, xếp hàng rồi. 9-3 rồi, nhân tâm có một, nhân tâm hai rồi, kìa nào. Bình tĩnh lại nhân tâm ơi, sao cơ. Nó là 1v4 tới từ vị trí của nhân tâm. Khi nhân tâm chỉ còn một chạm và TL đứng ở lỗ. Và đó là popcorn đưa về 1v1 giữa TL và sao cơ. Đỉnh chưa? Tình huống bây giờ ép trở về nhân tâm. Nhân tâm ở đây đi theo Long A. Đến từ lúc nào mà nhân tâm lại tiếp tục ủi để không phụ lòng Nam Long. Cover của 27 là kịp thời ở trong khu vực lỗ B. Phải vào thôi. Tòi quyết định vào bắt không? Tò Tòi bắt luôn, rất dứt khoát đi từ Tò Tòi. Đó là một trái đen của Tò Tòi. Ba mạng Tò Tòi rồi. Bom Saya đang lâm quỳ. Dây cây một mình, cứu dây cây với, có ai cứu không? Dây cây có một, dây cây có hai. Hai viên luôn mà. Ui, nhưng bây giờ thì còn lại 27. 27 đổi một. Đắc thừa, nhưng TL bắt được dây cây. Còn CK cũng phải đi dưới họng súng của TL. Lần này JK vác nắm vào trong anh A, bắt được Quang Tây. JK một nữa. Nào, gọi kèo đến JK. Ui. Nào, tâm. Không mắc sai lầm Mimi đâu. Không cần đến Mimi. Sẽ mò tháp, sẽ mò tháp. Nhân tâm, có được hai. Quá đẹp rồi. Có những hỗ trợ tới từ đồng đội, đã một vẫn đổi được hai, thậm chí đổi được ba tới từ vị trí của Ngoan. Cà rốt sẽ có bao nhiêu đây, nghe rất nhiều phút. Cà rốt có một, cà rốt có hai và chỉ hai thôi. Không trả bit luôn mà, thế thì khó thì cho bên kia Ngoan chờ ra được bit rồi. Tạm quá hay tới từ vị trí của Ngoan. Tôi cần build Dancy đây rồi, Dancy đổi một, Dancy đổi hai, không có cái mạng thứ ba. Mốc tới nơi để cho vị trí của Lonely. Lonely đổi được một, à cũng đúng ai không, Ngoác đã thủ thành công. Lonely double kill, 48 máu còn lại chứ một mình Ngoác mà thôi. Nhưng Lonely đang chưa đoán được góc đứng của Mark là ở đâu. Lộ ra rồi và đó là clutch thành công tới từ Lonely. Ngoác hết cả mồm rồi. Bắn yếu được vị trí của mid rồi. Một mạng dành cho Ngoác. Biết được là khu vực mid đang đông. Bây giờ thì về ngách A. Ngách A đang có tình huống kê trực diện tới từ vị trí của Kit. Nhưng Kit bắt được vị trí của Suzy thành công. Trên tab, trên tab có người nhưng khu vực CB đã clear. Mạng thứ hai dành cho Ngoác. Biết được Moma bị chiếm rồi mà. Bây giờ thì Mekiti đổi được một, đổi được hai. Ui,
trúng lô tô độc đặc đến từ 3.000 Megaty phải đi. Bây giờ là ngách 3.000, nghe được thấy rất nhiều phút 3.000 có được cho mình cái mạng. Yes, có một mạng cho biết Suzy cũng bắn và đây là mạng đầu thứ 3. Bom xe à, quay xe không? Không quay xe đâu, 25 giây. Đưa lưng lốn đi, có double kill, có triple kill không? Megaty bắn mãi toàn trúng vật liệu đây. Suzy, anh ta tự phô. Suzy, đục thúc cảm giác làm được cả ba. Ơi, mít tham mình kín rồi. Bây giờ thầy vẫn cầm đồ trên tay thì làm sao, trời ơi. Hành lang, uầy. Tấn côn 10 điểm của Cà Rốt rút kiểu gì bắn giữa chán. FPL có một tay chơi như Cà Rốt, tuyệt thủ phải nói là trẻ nhất FPL. Hành lang, hành lang, hành lang.